Sáng sớm bạn thấy nhìn dĩa bánh tét ngon không? Hôm qua thì lấy vô không có cắt, sáng nay nó ngon nó dẻ nè. Đây có chơi mời bạn ăn sáng nha. Bánh tét đậu có, chuối đậu mỡ có, mình khoái chuối đậu mỡ à, một là nước cho, hai là chuối đậu mỡ, mà không có chuối đậu mỡ nước cho kẹt kẹt, khoái nhưng đậu nhưng chuối luôn. Khoái Bây hết. Dễ lắm, không có khó khăn gì chăng, kẹt kẹt làm luôn. Nhìn sáng làm khoanh này, hai khoanh này là vững bụng các bạn, quất ly nước vô cái nữa là phê bánh này. Tao đi vô ngủ với tao mà nó không ngủ là không đó, phá nhân rồi. Rồi bắt đầu tiếp tục công trình sáng nay bạn ơi. Nè, thấy nồi giò heo lên mình nấu. Đây phần đậu mình nấu riêng, chín bỏ vô. Đậu nhìn mấy cục thịt ụt ịt ụt ịt thì đã không? Ngon lành không? Này tán cái đùi này cái là thôi thôi thôi. Này nhậu hay ngựa cái đùi. Nhậu hết cái đùi là bảo đảm no nóc luôn. Chà bá lửa luôn. Này là phải nấu cho nhừ nó mới ngon, mềm thiệt mềm luôn. Dẻ xong mà đứt 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 ăn mới đã. Chứ dài dài ăn không ngon. Sáng đứng cái lò lửa ấm ghê rồi. Đây mẹ em đang ốp gà sao lăng. Gà này gà vườn luôn bạn. Gà máy đẻ. Thịt dữ lắm, thịt luôn, chắc nịch luôn. Nấu sào lăn gà phải cứng ăn mới ngon. Gà mái đẻ hoặc là gà đá, mà không rồi không có gà đá thôi, ăn gà mái đẻ đã đỡ. Gà đá là ngon nhất. Mà giờ ông kiếm gà đá cũng khó, không đi đá gà làm gì có gà đá mà ăn. Đây. Sáng nay mình cũng hình như 4 món. Món gà sào lăn, món giò heo nấu đậu đó. Con lẩu với lại gỏi cu dừa. Mình cũng đang nghiên cứu món mới buổi sáng này nữa bạn ơi. Món này dễ làm lắm. Đây món của mình đây. Chỉ cần xé bịch mì ra, đổ vào đục nêm ra, chế nước thì là xong. Sáng ăn sáng bạn ơi. Mì gói, mì gói. Mì gói bóp nhuyễn nhuyễn luôn mới ghê. Nước tô mì cho vững bụng cái này. Nóng. Đêm hôm uống có 2-3 lon mà xỉn muốn chết. Lúc này yếu rồi. Lúc này yếu đô rồi, vợ ơi nhậu yếu quá. Bây giờ em đang nghiên cứu món tàu hũ dọn thịt. Nó lộn. Tàu hũ dọn tàu hũ. Là món chay này, là món chay này cho ông nội. Tại ông nội mình ăn chay. Đâu làm tàu hũ dồn thịt. Không, mình kêu gì đi cho nó sang. Móc cái ruột tàu hũ dồn thịt tàu hũ. Sáng 6 chị em ngồi ngoài sàn nước mà. 6 chị em à. Thứ 6 thứ 7 là ốt đúng rồi. Đó 2, đó 3, đó 4, đó 5, rồi mẹ mình 6, đó 7. Đây sáng sắc củ dừa em gỏi. Gracias.
Như hai chồng em đi tao nói hai anh em quả gì? Hai cha con hả? Hai cha con hơi căng à. Không dám đâu nói vậy chứ hồi đó hả? Ở ngoài nhá. Ở ngoài sửa điện thoại mấy thằng. Hai cậu cháu chết luôn. Là cha đâu rồi, nó nói cha tôi trong nhà không đâu ra đây làm chi. Không phải ông Phước nó nói trời trời gì mà hỏi cha tôi ai biết. Sáng ngồi sào lăn đó bạn. Nước nhiều dữ. Này đợi sắt xuống lâu dữ à. Cái này bắt đầu nấu rồi nè. Da nó căng đó. Giờ mới đẻ nè, con này nó già dữ lắm, già rồi lâu năm lắm mà da nó cứng. Cắn nó sực sực luôn á. Nhìn giống nồi cá ghi quá ha. Nhưng mà tại hồi nó sắt xuống là ngon à. Cái gì cũng phải đợi từ từ. Đây có nồi nồi này thịt luộc. Súp luôn cái gì á. Nước lẩu hả? Cái thịt luộc đó hồi mình lấy mình làm mà gỏi. Rồi cái phao câu, cái đít bóng lưỡng luôn. Này thì mình không ăn nhưng cũng nhiều bạn khoái lắm. Mấy bạn nữ hay khoái ăn cái phao câu. Ăn phao câu nghe nói đẹp da vậy đó. Khói quá khói vậy. Nhìn phê không? Lỗ tai heo. Cái vừa biết còn lại nha, thò đó. Nè bỏ vô con tép vô mấy tàu hũ nè cho nó béo. Ông nội nó đâu dâu tao làm đồ chai khéo dữ tại chan con tép thiệt luôn. Thì chan con tép thiệt luôn, con dâu tao làm khéo thiệt. Trời đuối. Rồi mấy bà nấu đứng xa xa ra nghe. Thấy tập tụ hơi dính dính rồi đó. Đứng xa xa ra. No hả? Hàng gì thấy cái bụng phì phì rồi. Bà Hai à, thợ nấu chín à. Mẹ mình giờ xuống chức rồi. Rồi nước lẩu. Nhảy mũi cành cành là tới số liền. Bà mới qua nay bà nổi đỏ đỏ rồi, gà đỏ bà ăn gà bà dị ứng dữ lắm rồi. Thao gỗ siêu to luôn. Cái gì chứ hồi nó, mà cái này nó có xẹp không? Xẹp không? Không có xẹp. Củ dừa, củ cải đỏ, dưa leo.
chút để tát rồi để cho trộn miếng mấy bà sắc cua dừa sắc miếng nào nó chầm bá luôn nè, bành trướng luôn, bự lắm à. Xanh xanh đỏ đỏ. Nói với sáng không quên với bạn cá anh bạn ơi. Sáng mình đi cho cá ăn, dắt này đi cho cá ăn. Này học cái tư tưởng của mình nè. Đạt bắt cao lãnh về giờ nó lớn lắm rồi. Với cá trai nhỏ mình thả vô đây. Giờ có con chắc hơn 5 kg á, bự lắm. Lúc bắt là 3-4 kg, 3 tới 5. Giờ bự lên nhiều, bự hơn nó nhiều lắm rồi, cái đầu có mấy con rùa. À, nhà mình chỗ nào cũng có cá vậy á. từ nhà trên đây lên tới lộ luôn chỗ nào cũng có cá chứ. Có mấy con cái đậu gù lên nhìn đã lắm, đậu gù bành trướng luôn, đang xì luôn. Mấy con đó cho mấy con đực. Rồi giờ mình lên cho cá cha nhanh hầu cho ăn luôn bạn ơi. Đây mình có con ếch siêu to nữa bạn. Đó. Còn được 2 con. Đâu con này, cờ bên đó còn cả chốn nữa kìa, đó nó luôn đó kìa, ếch mập thù lù rồi đã không, để nuôi chơi mấy con bự này để nuôi chơi chứ không ăn thịt, 2 con 3 con còn là 3 con lắm, ị rớt kìa, đây con nè, đó con, đó con lặn này, nó lú đầu lên kìa. Hầm chỗ này thì cái chim đó, cá gì cũng có chẳng nữa. Cái chim này lúc trước mình đặt lú mình nuôi lại á, nhiều lắm, cả 100 con lận, lồng tông nhóc chân kìa, nước cạn hơi nhét. Tới giờ ăn cá ơi, nắm dỗ nè. Không đại dịch bệnh nên mình không có mở cửa hồ, mình đóng cửa luôn à, nghỉ luôn. Cá thì nói chung là ngày nào cũng ăn hết, coi như mình nuôi cá vậy đó, cá chai vàng các bạn thấy không, nên là ngóp hơi là no. Do tình hình dịch bệnh nên đám giỗ lần này mình cũng không có mời ai, bạn không có rủ bạn bè gì hết, nói chung là bà con dòng họ ai đến được thì đến à, làm nhỏ nhỏ trong nhà. Nấu mâm cơm cúng xong phim. Mấy cá mình đây giờ nó mọc với lớp mọc rồi. Con nào nó thù lù luôn á. Bụng trong bóc. Mỗi sáng mình lên cầm thức ăn gã cho cá ăn các bạn. Cũng thoải mái tinh thần, xả stress. Cục bự đi. Để ngọt lắm. Này thấy chưa mềm không ta? Múc 6 cục thôi bảo ơi. Nhân này bắt đầu dọn lên cúng bạn ơi. Cúng xong rồi chiến đấu. Cúng chiến à. Nhìn ngon. Món này ăn không ngán, ít mỡ. Được chưa ai? Được rồi. Hả? Chú Hành ngồi ghi đầu vô. Nhìn ngon không? Múc đồ ăn mà bạn thấy trốn trốn dưới sàn là khổ không?
Vinh Vinh. Mốt mốt mà hỏi mỏ bóng bóng hết là tới số hết á. Thịt này khủng à, kệ. Thằng khủng, thằng khủng. Mở vô đi. Mở trí. Rồi ra ngoài đi, ra ngoài đi. Này tán cục này ra góc chuối là 4-5 người xách thùng bia ra là sướng cả ngày luôn, thùng không đủ, phải 2 thùng mới được. 4 người phải 2 thùng mới phê, thùng là không đủ. Đã lắm. Mới là em ơi uống có mấy lâu mà xỉn muốn chết rồi, giờ là 2 thùng. Hôm khác, sáng nay biết đâu trúng độ rồi sao? Nồi lẩu toàn nấm. Kệ đi, không béo thì quất không béo có gì đâu. Nhìn ngon lành không? Heo gỏi ngon không? Thịt heo với da heo với tép sướng không? Này mà bình thường là chừng dĩa thôi là đủ phê, bữa nay thao quá xứ rồi. Nay bà hai bệnh nằm nhà rồi, không được ăn đám dỗ rồi. Coi coi bà có sốt nóng ho cách ly bà luôn. Này già này giòn mà. Này củ hủ dừa này sáng ngâm với lại nước đá, nó như ít muối, nó không có bị đen nữa bạn. Ngâm cho lạnh á, nó trắng. Rồi mồi sáng nay bạn ơi, về chưa? Để đó đi, để đó đi. Ngon lành chưa? Bạn nào thích món nào? Lai chim không leo leo lên ghế đứng không? Sập bàn không? Không em lên em ngồi. Sập cái hình không? Nước nóng là nước sôi. Nóng rồi, nó nước sôi. Rồi, dọn lên đi chú Thắng. Dọn lên cúng đi. Dọn lên hết luôn hả vậy? Nào cúng cúng nào ăn ăn mình dọn lên mình xử luôn à. Dọn cúng còn dư cúng thì mình dọn ra ngoài mình quất luôn. Ăn lượt với mấy ông bà cho vui. Cho mấy ông mấy bà vui. Này phần đầu chai của ông nội nè, nhìn ngon không? Nhìn không kém hấp dẫn cho tới đồ mặn đâu nghe. Gỏi củ dừa nè, tàu hủ nè. Tàu hủ chiên dồn thịt nè. Thịt tàu hủ nha bạn. Tàu hủ chiên dồn thịt tàu hủ với lại nấm mèo, nấm gôm rồi các kiểu. Tàu hủ kho, chả kho, canh chua. Quá êm. Đi quê mặt trời. Giờ bắt đầu dọn ra cúng các bạn. Đây
nhiều bạn cũng lầm tưởng đám giỗ miền Tây, nói một câu là nói chung là người miền Tây nghe là không vui, nói là bình thường thì không cho ăn, tới ngày giỗ thì nấu ăn cho đã đó. Đó là không phải nha bạn. Nói chung ngày đám giỗ miền Tây là ngày tụ họp con cháu anh chị em, rồi nói chung là người trong họ gia đình đó, lại rồi nấu mâm cơm cúng xong rồi ngồi ăn chung bữa cơm cho vui, chứ không có mấy cái ngày, không có mấy ngày giỗ nên là bà con dòng từ từ mất hết, mất liên lạc hết, không, thậm chí không biết mặt nhau luôn. Nó là vậy, chủ yếu là hội tụ tập họp anh chị con cháu rồi lại dùng bữa cơm. Đây, đây mình cúng nên mình không có bắt cái lẩu lên cho nóng, mình nấu sẵn một tô luôn. Đó ông nội mình bạn ơi, ngồi múc ngựa tô ngọn gốc, múc ngựa tô phát ly với vài lon bia ngọn gốc gốc hết. Đây mình cúng thợ ông cốc, ba của ông nội mình. Hết cái gì mà có nội mình năm nay 80 rồi á. Còn phải ru. Bạn thấy không, đám mới cúng chưa ăn là bắt đầu múc rồi đó, vô bọc này cho các bạn, để hồi khách tan xong ta về cái rượt theo không kịp. Chứ là hồi nhiệt tình cả đó đó, múc sẵn trước, treo xe trước, bịch thịt hay là gỏi với bánh tét thì chắc ăn là phải có rồi, treo xe trước về nhiều khi quên. Giờ heo rồi mình sắp đi giao lưu bạn ơi. Bà hai mới dặn múc cho bà một bịch đó. Nãy nghe mẹ nói múc cho bà gì có canxi nhiều nhiều quá, xương rồi em, đừng cho bà ăn mấy cái này, mấy cái này đâu có canxi đâu, mỡ không, mỡ ăn có mập chết. Ừ, mấy cục đó vậy đó. Ừ đúng rồi, nó mấy cục đó canxi nhiều đó, cho bà cạp. Nữa coi clip bà chửi chết luôn. Mà là giả ha, mình đi ra đường mà mình nói tiếng mà nó ấy là mình chẳng theo, nói gì thì bố chơi chơi cho mẹ nhà luôn. Thằng đứa con cái lời con có con nhỏ gì tao không biết, không được cái gì thôi gì, mà thì không cho đi, mà bây giờ nó làm cho người con chả không, mà nít bây giờ nó làm vậy mà mình cái lượng mình của nó hơn rồi đó. Còn nhắn nó cái điện thoại mà mình chưa có gì chơi mà nó vô TikTok mà nó xài hay nó đủ thứ. Đó Huy đó, Huy tôi vợ như ông nó vô cái điện thoại vô cái gì cũng được. Hay vậy đó, mình khi mình không biết nó vô cái gì. Nó cài phải kêu ơi Huy. Vô nãy giờ gần muốn chết luôn, đứng đây hoài. Dạ dạ. Rồi vô luôn.